Thưa quý vị, hôm nay mùng 5 tháng 11 tại Quảng Bình tiếp tục xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng trũng thấp lại có nguy cơ đối mặt với lũ chồng lũ. Tại huyện Lệ Thủy là rốn lũ của tỉnh Quảng Bình, ngập lụt kéo dài những ngày qua đã khiến cho môi trường bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Nguồn gây ô nhiễm chủ yếu do phân rác và nước thải. Và ngay trong chiều nay, thì người dân xã An Thủy, huyện Lệ Thủy đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, sẵn sàng các phương án phòng mưa lớn và nước dâng trong những ngày tới. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14 tại hiện trường vừa gửi về vào ít phút trước đây. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Khu vực tôi đang đứng chỉ vài ngày trước đây đã bị chia cắt bởi nước lũ. Và khi nước lũ rút thì khu vực này lại bị bao trùm bởi rác thải. Và ngay trong chiều nay, rất nhiều người dân ở đây đã tổ chức dọn vệ sinh môi trường. Và bây giờ chúng tôi sẽ có một buổi trao đổi ngắn với một người dân sinh sống tại khu vực này. Xin chào cô ạ. Thưa cô có thể cho biết là một vài ngày trước đây thì nước lũ đã tràn ngập khu vực này như thế nào? Cách đây một vài ngày thì nước lũ từ trên thượng nguồn đổ xuống và dưới biển dồn lên nên nước lên rất nhanh. Người dân không kịp đối phó và soạn sửa đồ đoàn nên đồ đạc trong gia đình nên bị sóng đập trôi và cuốn trôi hết. Vâng, tôi nhìn thấy là hiện nay thì bao quanh khu vực này rất nhiều rác thải, nước thải. Thì nước thải và rác thải thì đã ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân ở đây ạ? Thì rác thải về ảnh hưởng đến cuộc sống người dân là vì trong rác thải là giống như nhiều nhà có tủ kính thì đập vỡ kính ra giữa đường quá nhiều nên chúng tôi phải dọn đường đi kể sợ ảnh hưởng đến tai nạn chân và xe cộ qua lại nên tích cực phải dọn dẹp. Vậy điều khó nhất hiện nay khi mà rác thải thì rất là nhiều như thế này thì việc dọn dẹp có khó khăn như thế nào ạ? Việc dọn dẹp khó khăn nhất là chưa giờ là đẩy rêu xuống hỏng đường không được. Và các cửa kính là quá nhiều giờ mẻ chỉnh kính là không biết đổ ở đâu rồi. Vâng, vậy cơ quan chức năng địa phương đã hỗ trợ người dân dọn dẹp như thế nào thưa bà? Ở đây là khu vực chờ, cơ quan chức năng có tổ chức là có đội tình nguyện đến dọn dẹp nhưng mà người dân quản xã sập hết toàn chờ nên là người dân chưa dọn được, họ không thể phụ giúp được vì sợ để tốn của nhà này sang nhà kia chưa ai giúp đỡ hết. Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, sau mưa lũ thì là thời điểm mà người dân phải đối mặt với ô nhiễm môi trường do các loại rác thải, xác súc vật phân hủy, nguồn nước thì bị ô nhiễm nghiêm trọng. Việc quan trọng bây giờ đó chính là việc khẩn trương dọn dẹp môi trường để lấy lại một môi trường trong sạch cho người dân trước khi những cơn bão lớn đổ về. Thưa quý vị, thuốc diệt chuột thế hệ mới có dạng viên giống như là viên kẹo màu xanh, hồng, đỏ hay là trắng, có dạng dung dịch giống siro hay dạng bột, có dạng dễ gây nhầm lẫn là ngũ cốc và khiến cho nhiều trẻ ăn nhầm gây ngộ độc. Mới đây, 20 trẻ mầm non của một trường học ở xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, nghi do ăn nhầm thuốc diệt chuột. Thông tin ban đầu vào khoảng 9 giờ ngày 5 tháng 11 tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu xảy ra vụ việc 20 trẻ mầm non của một trường học phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu nghi do ăn nhầm thuốc diệt chuột. Qua thăm khám và cấp cứu, có 2 trong tổng số 20 trẻ có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nghi là ăn thuốc diệt chuột. Các trẻ khác có biểu hiện bình thường. Đội ngũ y bác sĩ đã thực hiện các quy trình cấp cứu theo phác đồ của Bộ Y tế, phối hợp với Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ điều trị trực tuyến cho các bệnh nhân. Các cháu được lấy mẫu máu, phân loại để rửa dạ dày, chụp X-quang, lấy dịch gửi về trung ương làm xét nghiệm. Hiện sức khỏe của các cháu ổn định, các y bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu nghi do các cháu ăn nhầm thuốc diệt chuột được đóng như gói kẹo. Theo lời kể của giáo viên trường mầm non Giang Ma, lớp mầm non 25-36 tháng tuổi có 20 học sinh và 2 giáo viên phụ trách. Và sáng ngày 5 tháng 11 khi xảy ra vụ việc thì một giáo viên đang bận vệ sinh cá nhân, một cô đang làm công tác vệ sinh cá nhân cho trẻ. Đến khoảng 8 rưỡi cùng ngày khi quay lại lớp thì một giáo viên phát hiện một số trẻ đang cầm trên tay viên thuốc diệt chuột. Do nghi ngờ các trẻ có thể đã sử dụng thuốc diệt chuột ăn như kẹo nên giáo viên đã liên hệ với nhân viên trạm y tế xã và đưa các học sinh xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh để được theo dõi điều trị. Vừa qua, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính việc khám chữa bệnh từ ngày 21 tháng 7 đến 24 tháng 7. Theo đó, một số phòng khám ở Thành phố Hồ Chí Minh đã quảng cáo sử dụng từ nhất, duy nhất hay là số 1, thế nhưng không có tài liệu hợp pháp chứng minh. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ y tế Hoàn Cầu, phòng khám đa khoa có địa chỉ ở số 8082 Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5 bị xử phạt 38,7 triệu đồng. Nguyên nhân là phòng khám này quảng cáo có sử dụng các từ ngữ nhất, duy nhất
tốt nhất, số 1 hoặc là dùng từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu chứng minh. Ngoài ra, phòng khám này còn sử dụng người hành nghề không đăng ký khám chữa bệnh, không đeo biển tên. Thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu phòng khám buộc tháo dỡ, xóa quảng cáo sử dụng các từ ngữ mà không được chứng minh theo quy định. Thanh tra Sở xử phạt phòng khám đa khoa Nam Việt có địa chỉ ở số 202 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 36 triệu đồng vì lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ. Bên cạnh đó, phòng khám này cũng sử dụng những từ ngữ như là duy nhất, tốt nhất để quảng cáo mà không được chứng minh, do đó buộc phải tháo dỡ và xóa quảng cáo. Cũng theo Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận nhiều bệnh nhân bị tai biến làm tiền trên bàn mổ tại các phòng khám. Thanh tra Sở khuyến cáo không khi người dân phát hiện hoặc là nghi ngờ cơ sở y tế trái phép hoặc có dấu hiệu vi phạm thì gọi ngay đường dây nóng qua số 0989 401 155 và số 0967 77 1010 hoặc tải ứng dụng y tế trực tuyến để Thanh tra Sở Y tế có thông tin kịp thời phát hiện và xử lý. Mạng lưới giải pháp phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đã công bố dựa trên kết quả khảo sát tại 143 quốc gia và vùng lãnh thổ, thì Việt Nam đứng thứ 54, cải thiện tích cực so với vị trí 65 của năm 2023. Xét tại khu vực châu Á thì Việt Nam đứng vị trí thứ 6. Điểm nổi trội là Việt Nam là một trong những quốc gia thực hiện tốt chính sách xã hội, nhất là so với các nước có điều kiện kinh tế tương đồng. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Việt Nam là một trong những quốc gia thực hiện tốt chính sách xã hội, là quốc gia duy nhất ở châu Á được các nước G7 mời trực tiếp báo cáo điển hình về thực hiện chính sách xã hội, phát huy vai trò người khuyết tật, người yếu thế trong xã hội. Điểm nổi trội là các chính sách người có công cùng với các chính sách giảm nghèo bền vững dành cho đối tượng yếu thế theo nguyên tắc đảm bảo an sinh tối thiểu, nâng dần các mức trợ giúp xã hội. Kết quả giảm nghèo ở mức giảm 1,93% đạt được năm nay. Về chỉ số thất nghiệp và thiếu việc làm trong thanh niên ở mức 7,92% là con số có thể chấp nhận được, vẫn ở ngưỡng cho phép. Điều đáng mừng là chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 11 bậc, đứng thứ 54 trong một số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, cải thiện tích cực so với vị trí 65 của năm 2023, và đứng thứ 6 nếu xét ở khu vực châu Á. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 11 năm 2024, dưới tiết trời tuyệt đẹp của mùa thu Hà Nội, hơn 2.000 cầu thủ cùng với đông đảo thầy cô giáo, học sinh và các cổ động viên đến từ 110 trường trung học phổ thông đã tham dự lễ khai mạc giải bóng đá học sinh trung học phổ thông Hà Nội An ninh Thủ đô lần thứ 23 năm 2024, tranh cúp Number One Active. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng ban biên tập An ninh Thủ đô, trưởng ban tổ chức giải cho biết, mùa giải năm nay ghi nhận kỷ lục 110 đội bóng từ 110 trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội tham dự giải. Điều đó thể hiện sự uy tín, sự lan tỏa của một giải bóng đá phong trào được duy trì bền bỉ từ năm 2001. Đó cũng là nguồn động viên, khích lệ với những người làm báo An ninh Thủ đô qua nhiều thế hệ khi đã tạo dựng và duy trì được một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho nhiều thế hệ học trò suốt gần 1/4 thế kỷ qua. Thay mặt ban tổ chức giải, ông Nguyễn Thanh Bình trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính, nhãn hàng Number One Active của tập đoàn Tân Hiệp Phát. Nhà tài trợ bạc là tập đoàn Vingroup, cũng như những nhà đồng tài trợ đến từ nhiều doanh nghiệp đã thể hiện trách nhiệm xã hội khi đồng hành cùng báo An ninh Thủ đô. Sau phần phát biểu khai mạc, bà Vũ Phương Thanh, đại sứ nhãn hàng Number One Active của tập đoàn Tân Hiệp Phát, nhà tài trợ chính của giải, đã trao cúp tượng trưng cho ban tổ chức, đồng thời khẳng định nhãn hàng Number One Active cũng như tập đoàn Tân Hiệp Phát sẽ tiếp tục đồng hành tài trợ cho giải đấu để các em học sinh thủ đô có một sân chơi bổ ích, phát triển về đức, trí, thể, mỹ để trở thành những công dân tốt cho xã hội trong tương lai.